Chúng tôi đang có mặt tại ngầm tràn xã Triều Nguyên đi Ba Lông. Hiện tại thì bão số 6 đã đi qua, tuy nhiên là mực nước ở trên sông còn rất là cao và nước chảy rất là xiết. Vì vậy mà chính quyền địa phương đang cắt cử lực lượng trực 24/24 giờ để canh gác ở đây, ngăn cho không cho người và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn và tính mạng và tài sản cho người dân. Ở Đồng Hà lên và nhà tôi ở bên đó chứ tôi xem kéo đò để đưa qua được không? Tình thần như này bác ạ, nói chung là trong thời điểm bây giờ là đang bão lụt nước dâng lên, nói chung là bác mà qua sông là sẽ xảy ra những sự cố là lật đò các thứ thì xảy ra câu chuyện không đạt như mong muốn, cho nên là bây giờ là mong bà con thông cảm, bây giờ là chỉ có cách lùi lại thôi. Mặc dù nhìn thấy nước tại ngầm tràn vẫn đang dâng cao, tuy nhiên vì nhu cầu cuộc sống, bà con vẫn chủ quan muốn đi qua các ngầm tràn bất chấp nguy hiểm đang rình rập. Ban chỉ huy phòng chống bão xã cũng chỉ đạo các lực lượng công an quân sự về trực tại đây để ngăn chặn người dân là không được đi qua khu vực này và tuyên truyền cho người dân là lùi lại có thể trú ẩn tại khu vực Triều Nguyên hoặc là ở nhờ một đêm hai đêm hoặc là để sau khi nước rút thì chúng tôi sẽ cho người dân qua lại chỗ này. Huyện Đắk Cà Rông có địa hình chia cắt phức tạp, đồi dốc lớn, nhiều sông suối và tuyến đường giao thông phải đi qua ngầm tràn. Theo thống kê, toàn huyện có khoảng 45 ngầm tràn trên các tuyến đường liên xã và nhiều ngầm tràn qua sông suối nhỏ. Để chủ động ứng phó các tình huống khi có mưa bão, huyện Đắk Cà Rông đã xây dựng kế hoạch và phương án cụ thể, chi tiết phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Huyện đã hỗ trợ một phần kinh phí để làm cái barrier bằng sắt. Còn một số còn lại thì các xã chủ động làm bằng cái tre. Đó, thì cái chủ trương là đến mùa mưa bão là cắt cử lực lượng dân quân, xã đội và đặc biệt là có cái lực lượng công an xã chốt chặn các cái ngập tràn này để đảm bảo được cái tài sản cũng như tính mạng của nhân dân. Hiện nay diễn biến thời tiết ngày càng bất thường, những đợt mưa xuất hiện với lưu lượng lớn. Để đảm bảo giao thông và tránh rủi ro tại các khu vực sông suối, ngầm tràn trong những ngày mưa lũ, ngoài công tác ứng trực canh gác, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, ý thức hơn khi qua lại các ngầm tràn để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của mình.